Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi lại quay lại và như đã hứa, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cũng một loại cây succulent nữa, giống như cây ngọc bích, bích ngọc tôi giới thiệu lần trước. Nhưng mà cái cây này thì cái lá nó hình tròn và ở trên cái đầu lá, để tôi chiếu lại gần cho các bạn thấy, thì nó sẽ có một cái lõm xuống, nó như là cái ngón tay chỉ ra, có nhiều người họ gọi đùa nó là cái lỗ mũi hay là cái vòi bạch tuộc, nhưng mà có nhiều người thì họ gọi nó là giống cái như cái ngón tay. Thì nếu có quý vị các bạn nhìn kỹ họ sẽ thấy đó, cái nó lõm vào ở đầu, nó lõm vào đó, nó như là vậy. Thì nó đây nó cũng là thuộc loại cây succulent, là tại vì nó cũng chứa nước ở trong cái lá này của nó. Nếu mà quý vị và các bạn tưới nước nhiều thì cái lá nó sẽ căng tròn ra. Còn nếu mà mình mà nó thiếu nước thì cái lá nó sẽ dùng lấy cái cây nó sẽ lấy cái nước từ trong cái lá để nó sống, thì cái lá nó sẽ teo lại, nó nhỏ lại. Thì lát nữa chúng tôi sẽ chụp những cái loại cây mà tôi cố tình tôi để cho nó khô nước một tí để cho quý vị và các bạn xem. Thì cái cây này nó cũng có một đặc tính giống như tất cả các cây succulent, giống như cây ngọc bích mà tôi giới thiệu với các bạn lần trước. Thì khi mà cái cây mình để nhiều nắng ấy, thì ở nó sẽ có cái nổi lên cái màu đỏ, cái viền ở cái ngọn ở cái đầu lá của nó. Đây như quý vị thấy đó, những cái đầu lá này nó đều có màu đỏ cả. Thì cái cây này là tôi để ngay ở cửa sổ nên là nó có nhiều nắng. Nó cây nhiều nắng thì nó cái màu xanh sẽ đậm hơn và nó có màu đỏ ở trên cái đầu của nó. Đó, tôi chiếu để quý vị và các bạn xem. Đây là một cây mà tôi trồng chắc là cũng được khoảng vài tháng. Tôi nghĩ vậy, vài tháng là tôi để gần cửa sổ, do đó là nó trông nó lớn như thế này. Còn nếu mà trường hợp mà cái cây mà khoảng một tháng thì nó như thế này đây, quý vị. Đây, nó như thế này, thì một tháng thì nó chỉ như thế này thôi. Tức là mình trồng nó lên, đó, đây một tháng. Cái cây này thì nó được chắc khoảng là 3 4 tháng thì nó to như thế này, đó, nó to như thế này. Với cái cây này thì tôi để cho nó mọc tự nhiên thôi, không có uốn ép gì hết, không có tỉa tót gì hết. Nó muốn lên sao nó lên, nghĩa là mình chỉ để cho nó lên một cách thoải mái để mình ngắm nhìn nó thôi, ở trong nhà có màu xanh. Thì cái cây này cũng vì là một loại succulent, nó có thể chứa nước trong lá và dùng lại khi mà cái cây bị thiếu nước, do đó là quý vị và các bạn có thể tưới cho nó một tuần một lần cũng được, và chỉ cần tưới ít thôi, không cần tưới nhiều. Và nhìn vào cái lá của nó thì quý vị và các bạn có thể biết là cái cây đó nó nhiều nước hay ít nước. Chẳng như cái cây này này là nó hơi thiếu nước hơn một tí, thì quý vị để ý là mấy cái lá ở trên này của nó nè, nó nhỏ, nó như cái cọng vậy thôi, tức là đây nó không có đủ đủ nước đó, nó hơi thiếu nước một tí thì cái lá nó nhỏ như vậy. À, quý vị so sánh, nếu mà tôi để gần cái cây này thì quý vị các bạn sẽ thấy là hai cái cây này đó, hai cái cây nó ở gần nhau nè đó. Thì cái cây này á, cái cây lớn này á, là nó sẽ có đủ nước nhiều, do đó là cái lá nó bự, quý vị thấy không? Ở trên cái ngọn cái đầu này nó có những cái lá rất là lớn và nó mọng nước, trong khi cái cây này á, thì những cái lá ở trên cái đầu này nó nhỏ thôi. Thì mình nhìn như vậy là mình biết cái cây nó nhiều nước hay là nó ít nước đó. Còn thì vì nó là một loại succulent nên là quý vị cũng có thể tỉa nó, chẳng hạn như cái cây này. Cây này là tôi tỉa nó nè, tôi không có cho nó xòe ra mà tôi cho nó mọc thẳng lên thôi. Thì cái này nó mọc thẳng và đó, nó mọc thẳng lên, không có cho nó xòe ra và tưới đủ nước cho nó. Thì quý vị thấy là những cái đầu này á, nó to và nó có những cái lỗ mũi giống như người ta gọi là cái lông vòi bạch tuộc vậy đó, thì nó lớn lên như vậy đó. Nhưng mà tại vì nó là rất là dễ tỉa cho nên nếu mà bạn thích chẳng hạn như cái cây này thì tôi cũng muốn cho nó thích thấy thấy cái thân của nó, do đó là những cái ở dưới này tôi bắt đầu tôi bẻ nó, chẳng hạn như giờ nó ra cái này là tôi không thích á, thì mình lấy cái tay mình nhéo nó à, mình lấy cái tay cắt nó, mình nhéo nó đi đây, mình nhéo cái này cắt nó. Thì đây quý vị thấy không à, nếu mình không muốn nó lên nữa thì mình nhéo. Thì cái cây này, cái nhéo này á, thì nếu các bạn muốn là các bạn có thể có một cái cây nhỏ cây con được á, bằng cách là các bạn để như nguyên như thế này, các bạn nhúng nó vào trong nước đó, mình nhúng nó vào trong nước thì làm chừng 1 2 tuần đó, thì nó ra rễ, thì quý vị bạn trồng xuống thì mình có một cái cây con đó. Chẳng hạn như đây này, như là tôi không thích, tôi muốn là nhìn thấy cái thân của nó thì tôi nhéo những cái lá nó ra đó, để cái lá xuống đây đó, mình nhéo những cái lá của nó đó.
thì mình sẽ nhìn thấy cái thân nó rõ hơn. Còn nếu mà quý vị các bạn thích một cái cây mà sum suê mà không nhìn thấy cái thân á, thì mình cứ để cho nó mọc tự nhiên, mình đừng có vặt lên cái lá này của nó. Nếu mình không mình thích để cho nhiều khi cái thân nhìn nó cũng đẹp quý vị, tại vì nó hóa mộc á, nó có cái màu vàng á, nhìn nó cũng đẹp, thì mình có thể vặt nó hết và chỉ để lại những cái gì mình thích. Chẳng hạn như một cái ví dụ ở cây đó là quý vị nhìn cây này của tôi đó, thì cây này á thì tôi thích nó nhìn thấy cái thân nhiều ha, và tôi muốn cho cái cây nó cái thế của nó là nó nghiêng về một bên, nên là tôi đã bẻ cho nó và nó nghiêng như thế này. Đó, quý vị nhìn thấy, chụp xa xa quý vị thấy cái thế của cái cây thì nó nghiêng qua một bên, nó nhả về phía này như thế này. Thì những cái chỗ này tôi bẻ hết, bẻ đừng không cho nó lên đó, bẻ hết nó lên. Như đây nó, đây nó cũng có cái cọng nhỏ này mình không thích đó, thì mình bẻ nó đi đó. Đây, quý vị xem tôi bẻ nè, mình bẻ nó đi đó, bẻ nó ra như thế này. Thì cái này á, cái này là mình có thể trồng xuống và mình có một cái cây con đó. Cái lá này cũng vậy, vì nó là succulent nên là cái lá này mình cũng trồng được đó. Thì cái lá này mình trồng bằng cách nào? Đây tôi đã làm thử một cái để quý vị xem. Thì đây cũng là một cái cây mà tôi đã tỉa để cho nó chơi cành ra, và nó chỉ có lá ở trên những cái ngọn của cây thôi. Tại vì mình chơi, mình thích, mình thí nghiệm thôi. Thì đây là một cái loại cây mà tôi thích nhìn cành hơn là nhìn lá. Thì cho quý vị xem. Thì đây là, nếu quý vị, tôi đã làm một cái mẫu này, quý vị thấy nè, ở dưới cái gốc nó này thì chụp gần quý vị nhìn thấy. Thì đây nó là một cái lá này đó. Cái lá khi quý vị muốn nó mọc cây, quý vị cứ vứt nó xuống đây thôi. Vứt xuống đây xong quý vị tưới nước, thì ở cái đầu của cái lá ở đây, đây là cái lá này nãy này nhá. Giờ tôi kéo nó lên quý vị coi, thì nó sẽ mọc rễ và ở đó nó ra cái cây. Thì đây là cái cây con nè, đây quý vị thấy nó lên cái cây con nè đó. Giờ tại vì tôi đã làm mẫu cho quý vị xem nên tôi để nó đây. Bây giờ tôi bước nó lên luôn để quý vị thấy cái cây con nó mọc như thế nào nhá. Đây lấy tay thì sợ nó chết đây, nhưng mà nói chung là để tôi lấy cái tay tôi khởi lên một tí để quý vị có thể nhìn thấy cái rễ đó. Cái lá khi mình vứt xuống đất nè, đó nó trơ vứt rồi, cái lá này á, thì nó mọc cái rễ và nó đẻ ra cái cây con. Thì cái cây con nó có rễ nó bám xuống đất, để tôi bứt nó lên cho quý vị coi. Đây là cái cây con nè, đó làm này nó cũng không chết đâu, lá chồng xuống nó sẽ sống. Đây là cái cây con của nó, để quý vị thấy không, nó từ một cái lá khi quý vị vứt nó vào cái đất ẩm thì nó sẽ mọc ra cái cây con, thì nó lên cái cây con như thế này đấy. Cái con như vậy á thì quý vị trồng thì nó lên thành một cái cây lớn thôi, nhưng mà trồng nó sẽ lâu hơn, là tại vì mình giống như tôi nói, giống như cái cây ngọc bích đó, thì là quý vị trồng từ cái lá thì nó lâu, cái thời gian nó lên thành một cái cây to như thế này thì nó sẽ lâu hơn. Còn nếu mà quý vị mà muốn nhanh á thì quý vị trồng giống như cái cây ngọc bích, là quý vị cắt cái cành đó, mình cắt cái cành chẳng hạn như mình cắt cái cành này chẳng hạn, cắt ngay đây xong rồi quý vị bẻ những cái lá xác ở đây xuống xong rồi cắm vào nước, thì chừng khoảng 1-2 tuần nó sẽ ra rễ, thì lúc đó quý vị cắm xuống thì quý vị cũng sẽ có một cái cây. Thì trồng như vậy thì nó nhanh hơn, chẳng hạn như cái cây này nè, cái cây này là tôi trồng từ cành đó, tôi trồng từ cành thì nó nhanh lắm, chừng khoảng 1 tháng là mình đã có một cái cây như thế này đó. Thì quý vị thấy là mình được, đây là cái cây 1 tháng, cây này thì khoảng 2-3 tháng đó, cây này thì khoảng là 5-6 tháng đấy. 5-6 tháng là quý vị có thể có cây đẹp như thế này trồng ở nhà. Cây này của tôi thì chắc cũng khoảng đó, khoảng 5-6 tháng, tại vì nhà tôi rộng và tôi thích chơi cây, tôi trồng rất là nhiều. Cây này chắc cũng 7-8 tháng khoảng đó. Còn mấy cái loại mà cây mà tôi uống như thế này á, thì nó tốn nhiều thời giờ hơn, tại vì tôi cứ ngắt nó, thành ra nó mọc cũng khó khăn hơn một chút, nhưng mà nó sẽ có những cái hình thể mà mình muốn. Đó, như cái cây này thì tại vì mình thích nó có những cái hình dạng như thế này, nên là tôi trồng nó để nó có những hình dạng như thế này, nó có cây và nó lòi những cái thân ra và nó chỉ có những cái lá ở trên những cái túm thôi. Thì đây để cho quý vị xem, đây là cái cách mình trồng lá này đó, là cái lá là cái như thế này. Đây là quý vị để xuống cái đất ẩm thì từ cái đầu này nó sẽ mọc ra cái rễ và nó sẽ mọc ra cái cây con như thế này. Đây là cái cây con mọc từ lá. Còn đây là quý vị ngắt những cái cành của nó, thì đây tôi ngắt những cái cành nhỏ để quý vị xem. Nếu mà quý vị muốn nhanh thì quý vị ngắt cái cành lớn hơn thì nó sẽ mọc mau lớn hơn. Những cái lá này nó đều có thể
là ra và thành thành cây con hết đó. Làm tôi giới thiệu với quý vị đến cái cây thứ hai cũng thuộc họ succulent, tương tự với cây ngọc bích. Và cây này thì có người người ta gọi là cái cây giống như ngón tay, có người thì họ gọi là cái cây giống như là vòi bạch tuộc đấy. Thì hy vọng là quý vị cũng sẽ trồng, mà nếu mà quý vị muốn kiếm mua cái loại cây này thì ở tất cả các tiệm bán cây ở Mỹ như là Menards, Home Depot hay là Walmart, họ đều có bán những cái cây này vào mùa hè. Thì cây này ở miền Midwest như tôi đây, xứ lạnh thì tôi trồng trong nhà, nhưng mà ở Việt Nam mình hay là ở những tiểu bang nóng như là Cali, Texas, Arizona hoặc là even Virginia, các bạn cũng có thể trồng được ở ngoài trời đó, chứ không phải trồng trong nhà. Như cây này vào mùa hè thì tôi cũng có thể bỏ nó ra ngoài sân được, mình bỏ ra ngoài sân thì nó sẽ mọc nó đẹp hơn. Thì hy vọng là quý vị sẽ thấy nó cũng dễ và mình cũng sẽ trồng để mình có những cái cây ở trong nhà cho nó ấm cúng, nó nhìn nó tươi mát. Mùa đông cũng như mùa hè các bạn đều có những cái cây mọc ở trong nhà. Thì đây là cái cây succulent thứ hai tôi giới thiệu với quý vị. Nó còn nhiều cái loại succulent dễ thương lắm. Thì hẹn với quý vị vào video kế, tôi sẽ giới thiệu quý vị một vài cái cây succulent nữa. Nó cũng sẽ rất là dễ trồng, và nếu quý vị thích thì mình trồng sẽ có những cái cây tươi mát ở trong nhà, nhìn rất là thoải mái. Thôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị là trong một cái video mới. Xin chào.